Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Nga xâm lược Ukraine, các lãnh đạo trên thế giới đồng loạt lên án cuộc tấn công của Nga tại Bucha. Các cuộc tấn công hèn hạ của Nga nhằm vào thường dân Ukraine tại Bucha và Irpin là bằng chứng thêm cho đến nay về tội ác chiến tranh của Moscow. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố như vậy. Vào ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, không có sự phủ nhận hay tin tức giả mạo nào từ Kremlin có thể che đậy những gì chúng ta biết là sự thật. Đó là Putin đang tuyệt vọng. Cuộc xâm lược của ông ta đang thất bại và ý chí của Ukraine đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông Boris Johnson tuyên bố Anh Quốc sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt lên Nga và hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Ông nói thêm rằng Anh Quốc sẽ không để yên cho đến khi công lý được thực thi và tuyên bố huy động các điều tra viên đặc biệt nhằm hỗ trợ cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế. Trước đó, Bộ Tư pháp Anh vào hôm 24 tháng 3 cũng tuyên bố một khoản tài trợ bổ sung trị giá 1 triệu bảng Anh sẽ được cung cấp cho các binh sĩ và sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ tòa án này truy tìm bằng chứng. Đồng thời, cơ quan này cho biết thêm đội ngũ điều tra tội phạm chiến tranh của cảnh sát thành phố London cũng sẽ được huy động để trợ giúp điều tra này. Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói rằng sẽ không để Nga che giấu những hành vi kinh hoàng tại Bucha và tại Irpin bằng thông tin sai sự thật, bất tuân đạo lý mà Nga vẫn ra giả tung ra. Bà Liz Truss cũng nói rằng nỗ lực do Anh Quốc đứng đầu nhằm đẩy nhanh tốc độ và hỗ trợ cho cuộc điều tra của Tòa án Quốc tế về tội ác chiến tranh của Nga tại Ukraine là hành động điều chuyển nhà nước quy mô lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc. Bà Liz Truss nói thêm rằng điều cần thiết là cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ về mặt quân sự và nhân đạo cho Ukraine và tăng cường các lệnh trừng phạt lên Nga. Được biết hôm nay tại Đức, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức cũng đã quyết định trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin. Những quốc gia khác cũng đã lên án hành động của quân đội Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken mô tả cảnh tượng những thi thể trên đường phố tại Bucha khiến đau thắt lòng. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cam kết sẽ có thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow. Sốc vì những hình ảnh ám ảnh liên quan đến tội ác của quân đội Nga tại vùng giải phóng ở Kiev, Bucha, ông viết trên trang tweet. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng lên án điều gọi là bạo lực không bị ngăn cấm của Tổng thống Nga Putin và tuyên bố nước Nga phải trả giá cho tội ác chiến tranh tại Bucha thông qua những lệnh trừng phạt hà khắc hơn. Và hôm nay thì bà đã thực hiện lệnh trừng phạt này đối với Nga. Tổng thống Pháp Macron cũng nói rằng những hành tượng tại Bucha là quá sức chịu đựng. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS News vào ngày 3 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã mô tả cuộc xâm lược của Nga nhằm vào Ukraine là sự tra tấn cả quốc gia. Khi được hỏi liệu các hành động của Nga có cấu thành tội ác diệt chủng hay không, ông trả lời rằng thật sự đây là cuộc diệt chủng, sự loại trừ cả đất nước và người dân. Chúng tôi là người dân Ukraine, chúng tôi có hơn 100 dân tộc. Đây là sự phá hoại và triệt tiêu tất cả các dân tộc này. Trong khi đó, Nga đã bác bỏ việc nhắm vào dân thường và họ cho rằng hình ảnh những xác người đàn ông trên đường tại Bucha là do Kiev dựng lên cho truyền thông phương Tây và gọi đây là sự khiêu khích. Bộ Quốc phòng Nga nói đã rút quân tại Bucha vào ngày 30 tháng 3 và tuyên bố rằng trong suốt thời gian đó, lực lượng vũ trang Nga nắm quyền kiểm soát, thỏa thuận và không có một người dân thường nào phải gánh chịu bất kỳ hành vi bạo lực nào. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky, người trong suốt quá trình vừa qua đã thể hiện mình là một tổng thống trong chiến tranh và ông đã điều khiển đất nước của ông chống lại quân đội Nga. Phóng viên Jamie của tờ BBC nói ít nhất 20 người đàn ông đã thiệt mạng, một số bị cột tay và xác của họ được phát hiện trên đường phố tại Bucha. Trước đó, Ukraine nói lực lượng của họ đã chiếm lại toàn bộ vùng xung quanh thủ đô Kiev, nhưng khi lực lượng quân đội Nga rút khỏi một số thị trấn trọng yếu, thì con số thương vong sau những tuần giao tranh ác liệt đã lộ diện. Chính quyền tại Ukraine nói đã phát hiện điều trông chính xác như một tội ác chiến tranh, bao gồm thi thể của những người dân thường
bị xử tử với những hố chôn tập thể rất lớn. Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói. Ông Sergei phát biểu trong chương trình Sunday Morning của đài BBC nói rằng chúng tôi đã phát hiện người bị cột tay và chân bị bắn đạn ở phía sau đầu. Họ rõ ràng là dân thường và bị xử tử. Chúng tôi tìm thấy thi thể bị cháy một nửa người như thể ai đó đã cố tình che giấu tội ác nhưng không đủ thời gian để làm đúng cách. Thống đốc của Bucha đã nói có hơn 300 người dân đã bị giết trong thời gian một tháng Nga chiếm đóng tại đây. Tuy nhiên tuyên bố này trước là để BBC kiểm chứng độc lập. Trên hình ảnh vệ tinh từ ngày 31 tháng 3 từ công ty Maxa cho thấy dường như có một đường hầm dài khoảng 13 mét tại địa điểm được xác định là có một hố chôn tập thể ở Bucha. Đường hầm này được cho là nằm trong khu vực nhà thờ Andrei. Theo Maxa thì dấu hiệu hố chôn này có thể xuất hiện trong những bức ảnh sớm hơn từ ngày 10 tháng 3. Đài BBC hiện cũng chưa thể kiểm chứng ngay được những hình ảnh này, mặc dù một đội ngũ từ đài CNN tường thuật thông tin thấy có thi thể trong hố chôn tập thể lớn nằm tại đây. Trong khi đó, Moscow cũng đã yêu cầu có một phiên họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày hôm nay, thứ Hai, mùng 4 tháng 4. Nga hiện là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm có 15 thành viên. Ông Dmitry, phó trưởng đại diện của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói rằng Moscow đã đưa ra yêu cầu trên vì sự khiêu khích trắng trợn của giới cực đoan Ukraine. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì cho đến nay đã có 3.455 dân thường bị thiệt mạng kể từ khi chiến tranh tại Ukraine bùng phát do Nga tấn công, xâm lược. Cụ thể là hơn 1.400 người chết và hơn 2.000 người bị thương. Đây là con số ước tính của Liên Hợp Quốc cho rằng con số thực có thể cao hơn rất nhiều. Số thương vong nặng nề nhất là tại hai vùng Ly Khai ở miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk. Và hiện nay, Nga ngày một xa lầy tại chiến trường tại Ukraine với số lượng binh sĩ bị chết cho rằng lên tới hơn 15.000 người và hàng ngàn trang thiết bị phương tiện quân xa cũng như xe tăng bị bắn cháy. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin xử lý tham nhũng, không thấy niềm vui, chỉ có căm giận và bất bình. Giống như hệ thống truyền thông chính thức, tuần này mạng xã hội tràn ngập bình luận, nhận định về những cá nhân nổi tiếng hoặc vừa bị tống giam vì thao túng thị trường chứng khoán như ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty FSC hoặc mới bị Ủy ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị xem xét kỷ luật như ông Nguyễn Thành Long, là Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội vì liên quan đến scandal Việt Á. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Mặc những nỗ lực cố gắng chống tham nhũng của ông Trọng, tiêu cực vẫn tràn lan khắp nơi trên cả nước. Trong hơn 4 triệu đảng viên của Nguyễn Phú Trọng thì tự hỏi gần số lượng đa số sẽ tham nhũng nếu họ có điều kiện. Tuy nhiên, khác với trước đây, những thông tin liên quan đến các sự kiện vừa kể không còn là con số đa số công chúng phấn chấn về sự nghiêm minh của luật pháp hay nỗ lực chống tham nhũng của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Thay vào đó là sự căm giận về hậu quả mà nhiều cá nhân, gia đình, thậm chí nhiều giới cũng đã đang phải gánh chịu do sai phạm của những cá nhân hoặc đang là bị can hoặc đang chờ các cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định hình thức kỷ luật. Là một trong những người bình luận về tấm ảnh ông Trịnh Văn Quyết mếu máo chia tay một người phụ nữ cũng đang mếu máo, nhà bình luận Phạm Minh Vũ cho biết, không biết lúc đó ông Quyết nghĩ gì, nghĩ tới hào quang danh vọng đã vụt tắt vì kiếp làm tay sai cho bể lũ tham quan, tàn phá quốc gia hay kiếp vong lô làm chân thân châu ngựa cho ngoại bang, thâu tóm đất đai cho giặc. Có khi Quyết khóc vì uy quyền của mình có từng hồ phòng hoán vũ, từng rời núi lấp biển, giờ phải nằm bệ xi măng trong bốn bức tường hồi hám. Chỉ biết chắc rằng những giọt nước mắt ấy không dành cho những nông dân phải ăn bờ, ngủ bụi vì mất nhà, mất cửa, mất ruộng vườn vì những dự án nghe rất kêu như khu nghỉ dưỡng FEC, sân golf FEC, v.v.
hãy tới mà xem những người dân ấy đang sống lấy đắt như thế nào. Tới mà xem họ đang gánh chịu nỗi đau đớn như thế nào. Mới đây lại có hàng trăm gia đình ở phường Thắng Lợi, Kon Tum không biết sống ra sao khi bị cưỡng chế thu hồi đất với giá đền bù 1 m² đất chỉ bằng 1 lít xăng. Đây là hình ảnh ông chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết khóc khi chia tay với vợ và người bị cơ quan điều tra bắt giam. Một số người khác như Tuấn Khanh thì đề cập đến chuyện Quyết giống như mọi đại gia bạo phát về tiền bạc ở Việt Nam. Không ai biết Quyết làm gì để có số tiền khổng lồ như ngày hôm nay để góp mặt cùng mâm với giới tư bản đỏ tại Việt Nam. Ắt hẳn có một điều gì đó ngoài tài năng và may mắn nữa. Phải như vậy thì Quyết mới trở thành bóng ma xô dạt hàng chục ngàn người ra khỏi nơi cư trú của họ. Quyết chỉ tay vào đâu trên bản đồ thì nơi đó sẽ trở thành của Quyết, kể cả đất quốc phòng. Nếu nằm trong tầm ngắm của Quyết thì quân đội cũng không thể nào tranh giành cho được. Truyền thông của nhà nước đã dựng lên không biết bao nhiêu tượng đài và cũng tự tay đập đổ như ngửa mặt nhổ lên trời. Nhưng nỗi đau mất mát của dân Việt Nam từ Thanh Hóa đến Đắk Lắk, Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, Đồng Xanh, Dương Nội, vân vân, chất chồng thành núi nhưng chưa bao giờ được nói đến một cách công bằng. Tất cả khuất lấp trong sự kiêu hãnh là thịnh vượng xã hội chủ nghĩa. Hôm nay như Trịnh Văn Quyết hay Nguyễn Phương Hằng, ngoài sự kiện ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán, sự kiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố Hà Nội và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng với hai Thứ trưởng của hai Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế và một số viên chức của hai bộ này dính dáng đến scandal Việt Á không làm công chúng ngạc nhiên. Cảm xúc chung phổ biến trên mạng xã hội Việt Nam vẫn là căm giận và bất bình. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về sai phạm tham nhũng trong vụ Việt Á. Trả lời cho câu hỏi của đài VTC News, một cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam nêu ra trên trang Facebook của đài, nhằm mời mọi người đọc bài của VTC News về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vì sao phải xem xét kỷ luật Chủ tịch Hà Nội, Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Y tế. Giang Ngân Hà, một bạn đọc bình luận rằng, ăn quá, còn Facebook Tạ Tùng thì tin đó là chuyện quyền và tiền làm mờ mắt. Tương tự, Facebook Lê Đường thì nhận xét rằng những tay cán bộ đầu đất bất nhân có vào tù cũng chưa hết tội. Gia tộc thì than rằng lại kỷ luật rồi rút kinh nghiệm được gì đây? Có thể dễ dàng tìm thấy những phản ứng nhận xét y hệt như vậy trên rất nhiều trang Facebook, giống như trang Facebook của đài VTC tại Việt Nam. Chẳng hạn trên trang Facebook Tin tức và Đời sống Xã hội, thay vì phấn khởi vì Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật ông Long và một số viên chức hữu trách khác do dính líu những công ty Việt Á, Phương Vũ Lan thì bày tỏ sự ngấn ngầm rằng một lũ sâu mọt ăn trên xương máu của dân nghèo, buồn cho đất nước bị cán bộ tham ô ăn mòn. Nguyễn Văn Liên thì thắc mắc rằng tổ chức chọn nhầm cán bộ, người giới thiệu cho khóa 2021-2025 có phải là lợi ích nhóm hay không? Có áp dụng các quy định về mức độ liên đới trách nhiệm hay không? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chịu trách nhiệm về sai phạm tham nhũng trong vụ Việt Á. Và tại sao quy hoạch nhân sự chặt chẽ và khách quan, chống tham nhũng không có vùng cấm ngoại lệ, chỉnh đốn đảng đi kèm truy cứu trách nhiệm người đứng đầu, nhưng tham nhũng ngày càng táo tợn và xử lý kỷ luật không còn có thể xem xét đơn lẻ mà phải tính cả bầy như vậy? Rất nhiều người dùng mạng xã hội cũng đang bỡn cợt như Facebook Nguyễn Dân thì viết rằng hôm trước ăn quýt, hôm nay ăn thanh long, mọi người mong chờ mai mốt uống trà, thậm chí có nha đam, còn lò vôi thì làm gì? Song song với kiểu đùa ấy, có những người khuyến khích nói rằng mơ lớn tới khả năng uống rau má. Loại rau có rất nhiều tại Thanh Hóa. Một xứ sở mà dân chúng mau nhiều viên chức quan trọng phải bồi tội, kể cả những viên chức cao cấp nhất, thì có thể xây dựng thứ gì thành công cho được nữa.